Xin chào anh chị nha, em là Vườn Lan Hai Lúa. Hôm nay có một chậu lan mã H lai tướng nở rất là đẹp. Đây em quay cho mọi người xem nha. Đây, bông nở màu cam rất là đẹp luôn nha mọi người ơi. Đây, lưỡi mở cánh trồng, bộ đài rất là đẹp luôn, bộ cánh cực kỳ đẹp luôn, hoa rất là đẹp. Đây, màu cực kỳ sáng luôn nha mọi người, rất là bắt mắt luôn. Một cây các cây da cực kỳ, hoa nở cực kỳ chuẩn luôn. Đây, bộ lưỡi và bộ cánh rất là đẹp. Đây, cánh đài đồ rất là cứng cáp luôn nha mọi người ơi. Đây, bông cực kỳ đẹp luôn. Đây, em mà anh chị cùng ngắm nha. Cây này hoa nở cũng được 3-4 hôm nữa nha mọi người. Do em không có thời gian để quay nên cây nó bị mưa, nó cũng bị dập cánh rồi đó. Nên anh chị mình ngắm tạm như vậy nha. Nhưng mà hoa cũng đang còn rất là đẹp luôn. Đây, nở 3-4 hôm rồi, bị mưa rồi luôn rồi mà vẫn rất là đẹp. Đây, mọi người cùng ngắm với cái cây mã H tướng luôn nha mọi người. Mã H tướng hôm trước đây, cây hôm trước mới nở của em đây, cũng tàn rồi. Cái này là nở ra rồi, em tách chiết để nhân giống nha mọi người, nên mà thấy bông nó đẹp quá nên vẫn chưa muốn cắt bông, vẫn muốn để ngắm. Đây, cây này rất là đẹp, hai cây cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. So về độ bông thì hai cây là cực kỳ đẹp luôn, cây nào cũng đẹp hết. Thôi, video của em đến đây là kết thúc nha mọi người. Mọi người cùng cho em một lượt đăng ký kênh và theo dõi nha, để mình cùng ngắm hoa ở vườn em ở những clip sau nha. Nếu có cây nào hoa đẹp em sẽ đăng lên cho mọi người cùng xem nha. Em xin phép chào anh chị nha.